lưu ý tích phân từng phần. Cho tích phân cần lấy từ A đến B của fx nhân với x dx, đặt u bằng fx và dv bằng gx dx, suy ra du bằng f(x) dx và v bằng g lớn x. Trên này ta lấy đạo hàm u là du, đạo hàm của fx là f(x) dx, phía dưới ta lấy nguyên hàm của dv là v, nguyên hàm của g nhỏ x là g lớn x dx, suy ra được y nó bằng phân, đây nó là u nhân v cận từ a đến b, u nhân v là nhân chéo xuống và trừ cho v đi u, tức phân cận từ a đến b. UV, u là fx, v là g lớn x cộng ab trừ cho tích phân v đu, v là g lớn x và du là f(x) đi. Ví dụ 1, tính tích phân câu A. Tích phân từ 0 tới 1 của 12x trừ 8 nhân e của 2x dx. Câu B, tích phân từ 0 tới 1 của 18x trừ 24 nhân e của 1 trừ 7x dx. Giải. Câu A, đặt u bằng 12x trừ 8 và dv nó bằng e của 2x dx. Suy ra được, đạo hàm của u là du, đạo hàm của 12x trừ 8 là 12 dx. Phía dưới lấy nguyên hàm của dv là v, nguyên hàm của e của 2x dx là 1 phần 2 e của 2x. Suy ra được y nó bằng u nhân v, ta nhân chéo xuống 12 x trừ 8 nhân 1 phần 2 e thì nó là 6 x trừ 4 nhân e của 2 x cộng là 0 1, trừ cho v đu tức là trừ cho 12 nhân cho 1 phần 2 e thì nó là tích phân cận từ 0 1 của 6 e của 2 x. Phía trước ta thấy số 1 vào thì nó sẽ là 6 e bình, và thấy số 0 vào thì được là trừ 4, giữa hai cạnh là dấu trừ thì nó được là 6 e bình trừ trừ 4 là cộng 4. Phía sau nguyên hàm của 6 e mũ 2 thì nó là, nó sẽ là 3 e, 6 e mũ 2 x nó sẽ là 3 e mũ 2 x và cần từ 0 tới 1. Phía trước này 2 e bình cộng 4 viết lại là thế, phía sau thế 1 vào thì nó được là 3 e bình, và thế 0 vào thì nó được là 3, dưới này cần dấu trừ. Vậy đáp án cuối cùng y nó bằng là 7 trừ n phương. Câu B, tính tích phân cận từ 0 tới 1 của 18x trừ 24 nhân e của 1 trừ 7x. Ta đặt u bằng 18x trừ 24 và dv nó bằng e của 1 trừ 7x. Phía trên ta lấy đạo hàm u là du, đạo hàm của 18x trừ 24 nên đã là 18 dx. Phía dưới ta lấy nguyên hàm của dv là v, nguyên hàm của 1 trừ e của x là trừ bằng 3 e của 1 trừ x. Suy ra được y nó bằng u nhân v, tích phân cận đây là cận từ a đến b, 18x trừ 24 nhân cho trừ bằng 3 e thì nó là 8 trừ 6x nhân cho e. E đây là e lý thừa 1 trừ x và cận từ 0 1. Trừ vu tức là trừ cho tích phân của cái cận phía sau này thì đây là nó là 18 nhân trừ 1 3 e thì nó là trừ 6 e, và có cái trừ thành cộng luôn, tức là cộng tích phân là 0 1 của 6 e 1 trừ x. Phía trước này ta thấy số 1 vào thì nó là 8 e bình, 8 e mũ trừ 2, và ta thấy số 0 vào thì nó được là 8 e, giữa hai cạnh là dấu trừ. Phía sau ta tính nguyên hàm của e mũ 1 trừ 7 thì nó là trừ 1 phần 3, đây có 6 nữa là nó là trừ 2, e mũ 1 trừ 7 cạnh là 0 1. Vậy cái đây là 2 e mũ trừ 2 trừ 8 e ta viết lại. Phía sau ta thấy số 1 vào thì nó là 2 e mũ trừ 2 và thấy 0 vào 2 e, giữa hai cạnh là dấu trừ. Vậy y nó bằng là trừ 6 e. Ví dụ 2, tính tích phân câu A, tích phân từ 0 tới pin 3 của 24x nhân cos 2x. Câu B, tích phân từ 0 pin 4 của 72x nhân cos 7x. Giải. Câu A, ta đặt u bằng 24x
và DV nó bằng cos 2x chia được DU, đạo hàm của U là DU, đạo hàm 24x là 24x. Phía dưới nguyên hàm của DV là V, nguyên hàm của cos 2x là 1/2 sin 2x. Chia được Y nó bằng U nhân V, tức là 24x nhân 1/2 sin thì nó là 12x nhân sin, cộng là 0.3. Trừ cho VDU, tức là trừ cho tích phân của cộng phía sau này, thì nó là 24 nhân 1/2 sin thì nó là 12 sin, cộng là 0.3. Phía trước là thấy pin 3 vào 12 pi trên 3 nhân sin 2x thì nó là 2 cái pi căn 3, và thấy 0 vào là 0, giữa hai cặp đốt trừ. Nguyên hàm của 12 sin 2x thì nó bằng là 6 sin, nguyên hàm của 12 sin 2x thì bằng 6 cos 2x, cộng là 0.3. Phía trước là 2 pi căn 3 viết lại, phía sau ta thấy pin 3 vào thì nó là trừ 3, thấy 0 vào thì nó là 6, giữa hai cặp đốt trừ. Vậy Y nó bằng là 2 pi căn 3 trừ 9. Câu B. Y nó là tích phân cả từ 0 pi 4 của 72x nhân cos 7x dx, tức là U bằng 72x và DV nó bằng cos 7x dx. Suy được DU nó bằng là 72x và V nó bằng 1/3 sin x. Đây là đạo hàm U là DU, đạo hàm 7x là 72x. Nguyên hàm DV là V, nguyên hàm của cos x là 1/3 sin x. Suy được Y nó bằng U nhân V, tức là 72x nhân 1/3 sin thì nó là 24x nhân sin, cộng lại 0.4. Trừ tích phân của cộng phía sau này, 72 nhân 1/3 sin thì là 24 sin, cộng 0.4. Phía trước ta thấy pin 4 vào thì là 3 pi căn 2 và thấy 0 vào là 0. Phía sau ta lấy nguyên hàm của 24 sin thì nó là 24/3, tức là 8 cos. Nguyên hàm của sin bằng trừ cos, hay có trừ thành cộng, cộng lại 0.4. Đây là 3 pi căn 2 viết lại. Phía sau ta thấy pin 4 vào nghĩa là trừ 4 căn 2 và thấy 0 vào là 0. Thấy 0 vào nghĩa là 8. Vậy Y nó bằng là 3 pi căn 2 trừ 4 căn 2 trừ 8. Ví dụ qua, tôi tích phân qua là tích phân từ 1 tới 2 của 9x bình trừ 5 nhân log x. Câu B là tích phân từ 1 tới 3 của 8x trừ 7 nhân log x. Giải, đây là tích phân từng phần có log, ta đặt U bằng log, đặt U bằng log x, và DV nó là 9x bình trừ 5 dx. Phía trên ta lấy đạo hàm của U là DU, đạo hàm của log x là 1/x dx. Phía dưới ta lấy nguyên hàm của DV là V, nguyên hàm của 9x bình trừ 5 thì nó bằng 3x mũ 3 trừ 5x. Suy được Y nó bằng U nhân V, tức là log x nhân cho 3x mũ 3 trừ 5x thì nó là 3x mũ 3 trừ 5x nhân log, cộng 1/2. Và trừ VDU, tức là trừ cho tích phân của cộng phía sau này, 1/x ta nhân cho 3x mũ 3 thì nó là 3x bình, 1/x nhân trừ 5x thì nó là trừ 5, cộng là 1/2. Phía trước ta thấy số 2 vào thì là 14 log 2, và thấy số 1 vào là 0, 14 log 2 trừ 0 là 14 log 2. Phía sau ta lấy nguyên hàm của 3x bình là x mũ 3, nguyên hàm của trừ 5 là trừ 5x, và cộng là 1/2. Vậy Y nó là 14 log 2 trừ 2. Câu B, tích phân từ 1 tới 3 của 8x trừ 7 log x dx, đặt U bằng log x và DV là 8x trừ 7 dx. Tới đạo hàm của U là DU, đạo hàm của log x là 1/x dx. Lấy nguyên hàm của DV là V, nguyên hàm của 8x trừ 7 là 4x bình trừ x. Sự được Y nó bằng U nhân V, tức là 4x bình trừ 7x nhân log, cộng là 1/3 trừ VDU, tức là trừ cộng phía sau này, 1/x nhân 4x bình là 4x, 1/x nhân trừ 7x là trừ 7. Phía trước ta thấy số 1 vào thì nó là 15 log 3, thấy số 3 vào là 15 log 3, thấy số 1 vào là 0. Phía sau ta lấy nguyên hàm của 4x trừ 7 thì là 2x bình trừ 7x và cộng là 1/3. Vậy Y nó là 15 log 3 trừ 2. Phía sau ta thấy số 3 vào và thấy 1 vào nên là 2. Đáp án là 15 log 3 trừ 2. Ví dụ 4, tích phân
Câu A, tích phân từ 2 đến 3 có 8 nhân log của mỗi x trừ 1 dx. Câu B, tích phân từ 3 đến 8 của 9 log x trừ 2 dx. Giải. Câu A, ta đặt u bằng log của x trừ 1 và dv là 8 dx. Phía trên ta lấy đạo hàm của u là du, đạo hàm của log x trừ 1 là 1 phần x trừ 1 dx. Phía dưới lấy nguyên hàm của log 8 là 8x. Vậy suy ra y nó bằng u nhân v, tức là 8x nhân log x trừ 1 cộng 23 trừ v ra u, tức là trừ cho cái cộng phía tích phân cộng phía sau này là 8x nhân cho 1 phần x trừ 1, thì nó là tích phân từ 2 đến 3 của 8x trên x trừ 1 x. Phía trước ta thấy số 3 vào là 24 log 2 và thấy số 1, thấy số 2 vào là 0. Phía sau ta tách ra 8x chia x trừ 1, ta chia ra thức thì được là 8 cộng cho 8 phần x trừ 1 về đi x. 24 log 2 viết lại, nguyên hàm của 8 là 8x, nguyên hàm của 8 phần x trừ 1 là 8 log trừ đó x trừ 1 cộng 23. Đây là 24 log 2 viết lại. Phía sau này ta thấy số 3 vào là 24 cộng cho 8 log 2 và thấy số 2 vào là 16 log 1 0, giữa hai cạnh liễu trừ. Vậy y nó là 16 log 2 trừ 8. Câu B, tích phân cận từ 3 đến 8 của 9 x trừ 2 dx. Đặt u bằng log của x trừ 2 và dv nó là 9 dx. Phía trên lấy đạo hàm của u là du, đạo hàm của log x trừ 2 là 1 phần x trừ 2 dx. Dưới lấy nguyên hàm dv là v, nguyên hàm của 9 là 9 x. Thì được y nó bằng u nhân v, tức là 9 x nhân log của x trừ 2 cộng là 38 trừ v du, tức là trừ cho cái cộng phía sau này là 9 x nhân cho 1 phần x trừ 2 là, đó là tích phân từ 3 đến 8 của 9x chia trừ 2 dx. Phía trước này ta thấy số 8 vào là 72 log 6, thấy số 3 vào là 0. Phía sau này ta tách ra 9x chia trừ 2 là 9 cộng cho 18 phần x trừ 2. 72 log 6 viết lại, nguyên hàm của 9 là 9x, nguyên hàm của 18 phần x trừ 2 là 18 log trừ đó x trừ 2 cộng là 38. Đây là 72 log 6 viết lại. Phía sau này ta thấy số 8 vào là 72 cộng cho 18 log 6 và thấy số 3 vào là 27, giữa hai cạnh là dấu trừ. Vậy y nó là 54 log 6 trừ cho 45. Ví dụ 5, tính tích phân. Câu A là tích phân từ 1 tới 2 của 3 phần x bình nhân log x dx. Câu B là tích phân từ 1 tới 3 tới 2 của 8 phần x mũ 3 nhân log x dx. Giải. Câu A, ta đặt u bằng log x và dv nó bằng 3 phần x bình dx. Phía trên này ta lấy đạo hàm của u là du, đạo hàm của log x là 1 phần x dx. Phía dưới ta lấy nguyên hàm của dv là v, nguyên hàm của 3 phần x bình, tức là 3 x mũ trừ 2 thì nó bằng là 3 x mũ trừ 1 chia trừ 1 thì nó bằng trừ 3 x mũ trừ 1. Suy được y nó bằng u nhân v, u nhân v tức là 3 x mũ trừ 1 nhân log cộng là 1 2 trừ v du, trừ v du tức là 1 phần x mà nhân cho 3 trừ 3 x mũ trừ 1 thì nó là cộng 3 x mũ trừ 2 cộng là 1 2. Phía trước là thấy số 2 vào thì được là âm 3 phần 2 log 2, thấy số 1 vào là 0. Phía sau là nguyên hàm của 3x mũ trừ 2 thì 3x mũ trừ 1 chia trừ 1, vậy nó là trừ 3x mũ trừ 1 cộng là 1 2. Phía trước là trừ 3 phần 2 log 2 viết lại. Phía sau ta thấy số 2 vào là 3 phần 2, thấy 1 vào là 3, giữa hai cạnh liễu trừ. Vậy y nó là 3 phần 2 trừ 3 phần 2 log 2. Câu B, tích phân cận từ 1 tới 2 của 8 phần x mũ 3 nhân log x dx. Ta đặt u bằng log x và dv nó bằng 8 phần x mũ 3 dx. Suy ra được đạo hàm của u là du, đạo hàm của log x là 1 phần x dx.
Nguyên hàm của dv là v, nguyên hàm của 8 phần x mũ 3 tức là 8 x mũ trừ 3 thì là 8 x mũ trừ 2 chia trừ 2 thì nó bằng là 4 trừ 4 x mũ trừ 2. Sẽ được y nó bằng u nhân v tức là trừ 4 x mũ trừ 2 nhân log cộng là 1/2 trừ cho tích phân của vdu tức là tích phân cộng phía sau này 1 phần x nhân cho trừ 4 x mũ trừ 2 thì nó là trừ 4 x mũ trừ 3, đây có dấu trừ nó thành cộng, cộng cho tích phân là 1/2 của 4 x mũ trừ 3 x. Phía trước ta thấy số 2 vào thì là trừ log 2, thế số 1 vào là 0. Phía sau ta lấy nguyên hàm của 4x mũ trừ 3 thì là 4x mũ trừ 2 chia trừ 2 tức là trừ 2x mũ trừ 2 cộng 1/2. Phía trước là trừ log 2 viết lại, phía sau ta thấy số 2 vào thì là 1 phần 2 và thế số 1 vào là 2, giữa 2 cộng dấu trừ. Vậy y nó là 3 phần 2 trừ log 2. Bài tập tính tích phân. Câu A, tích phân từ 0 tới 1 của 7x cộng 3 nhân e mũ 5x trừ 1 dx. Câu B, tích phân từ 0 tới bin 6 của 48x nhân sin 4x dx. Và câu C, tích phân từ 1 tới 2 của 16x mũ 3 trừ 3 nhân log x dx. Câu D, tích phân từ âm 1 tới 3 của 10 nhân log x cộng 2 dx. Và câu E, tích phân từ 1 tới 2 của 18 chia x mũ 4 nhân log x dx.